Trong buổi chiều hôm nay, sư chia sẻ và hướng dẫn đại chúng một pháp thiền thứ hai, đó là thiền niệm chư thiên. Thì cái pháp thiền niệm chư thiên thì lấy chư thiên làm đối tượng, và mình niệm chư thiên là niệm các đức hạnh của chư thiên có ở nơi mình và lấy chư thiên làm chứng. Thì đấy là pháp thiền niệm thiên. Đây cũng là một cái pháp thiền tùy niệm. Thì xung quanh mình có các vị chư thiên mà bình thường, những người bình thường thì mình không có thấy, mà chỉ những vị mà có thiên nhãn hay là những vị có khả năng đặc biệt mới có thể thấy được chư thiên hay là có thể tiếp xúc được với chư thiên. Còn trong kinh điển của Đức Phật thì nói về chư thiên rất nhiều và diễn đạt, diễn tả về đời sống của các vị chư thiên, về tuổi thọ của các vị chư thiên, về cái cảnh giới, cái sự lạc thú của các cõi thiên giới rất là nhiều. Thì trong một thế giới, trong pháp của Đức Phật thì, chia ra, và Đức Phật nói rằng có 31 cõi sống khác nhau. Thì có những cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, có những cõi thì là cõi an vui, có những cõi thuộc về cõi khổ đau. Thì có bốn cái cõi khổ đau là cõi địa ngục, cõi súc sinh, cõi ngã quỷ và cõi Atula. Đấy là bốn cõi khổ đau. Rồi đến cõi người là cõi thứ năm, cõi người thì cũng là cõi lành, không có khổ đau, không thuộc về cõi khổ đau, cũng là cõi an vui rồi. Và ngoài cõi người ra còn lại 26 cõi còn lại đều là cõi thiên giới hết. Các cõi chư thiên rất là nhiều, và có thấp có cao, có chư thiên ở gần, có chư thiên ở xa. Và cái đời sống có hạnh phúc, có cái sự an vui cao thấp khác nhau. Và nhờ niệm về chư thiên thì mình hiểu về chư thiên một chút là mình sẽ niệm được. Đây là một cái pháp thiền niệm về những cái đức tính của chư thiên. Thì thứ nhất là mình phải hiểu về các cõi chư thiên, và trong lúc thiền niệm thiên thì mình phải niệm là chư thiên ở cõi tứ đại thiên vương, chư thiên ở cõi đao lợi thiên, chư thiên ở cõi dạ ma, chư thiên ở cõi đâu suốt, chư thiên ở cõi hóa nạp, chư thiên ở cõi tha hóa tự tại thiên, và các chư vị phạm thiên cao hơn. Vậy thì có sáu cõi chư thiên dục giới. Thì mình cần phải hiểu và cần phải biết rằng có cõi chư tứ đại thiên vương là các hàng chư thiên sống gần gũi với con người nhất, gọi là tứ đại thiên vương bởi vì có bốn vị vua trời cai quản ở bốn phương. Thì phương đông có là vị trì quốc thiên vương cai quản các vị càn sát bà, tức là có những chư thiên là các vị thần cây, thần đất, thần sông, thần núi. Thì đấy được gọi là chư thiên càn sát bà, đấy là các vị thần linh ấy, mà thế gian mình sẽ tôn thờ rất nhiều, có cái tín ngưỡng. Cái người dân bình thường mình có cái tín ngưỡng tôn thờ các đấng thần linh rất là nhiều, đấy là thần sông, thần cây, thần núi. Và các cái vị chư thần ấy cũng đều có những vị cai quản, có các vị vua trời cai quản các cái vị thần ấy. Vậy cho nên phía đông là chỉ quốc thiên vương cai quản càn thát bà. Ở phương nam thì có vị tăng trưởng thiên vương cai quản cưu bản trà. Cưu bản trà đây là các cái quỷ thần, tức là có các cái hàng quỷ thần, cũng là các cái vị thần mà sống ở trên mặt đất này. Có rất nhiều các cái hàng thần, các cái vị thần linh khác nhau, chư thiên khác nhau, và nhất là những cái người mà người ta hay lên đồng lên bóng, lên đồng lên bóng, người ta hay ốp vào người này người kia, người ta nói này nói kia, phán này phán kia, đấy được gọi là các cái vị cưu bản trà này, là các cái vị thần linh đấy cũng sống rất là gần gũi với con người. Người ta hay sống ở trong nhà, những người dân cũng rất là nhiều, hay là sống ở các cái đất đai, sống ở các cái ao hồ sông núi. Đấy là các cái hàng cưu bản trà cũng có những cái vị chư thiên cai quản tăng trưởng thiên vương. Còn phía tây thì có vị thiên vương làm
Quảng Mục Thiên Vương. Quảng Mục Thiên Vương thì cai quản các hàng rồng Naga sống ở dưới nước. Trong văn hóa Việt Nam mình cũng ở các chùa chiền hay thờ hình tượng rồng, thì rồng là một hàng chư thiên. Và các hàng chư thiên này thì chủ yếu là sống ở dưới nước, cho nên ở trong dân gian hay có cái từ nong mạch, tức là các cái mạch nước ngầm ở trong lòng đất, và cũng có các cái tiểu nong sống ở nơi đấy. Đôi khi mình làm một cái gì đó nó đụng chạm đến những cái chỗ ở của các cái hàng rồng này, và người ta cũng nổi sân lên, và người ta cũng hay làm những cái chuyện khó chịu. Nhưng mà các hàng chư thiên ấy cũng có chư thiên thiện mà có chư thiên bất thiện. Có chư thiên thì hộ trì loài người, cũng có chư thiên thì làm hại con người. Có chư thiên thì có dung mạo rất là xinh đẹp, có chư thiên thì có dung mạo rất là xấu. Ví dụ như rồng Naga, đây cũng là một hàng chư thiên. Hay là có các cái hàng chim xí điểu, đại bàng sống ở ngoài biển và hay thường bắt cái loài rồng Naga này ăn thịt. Đấy, các chư thiên vậy. Có chư thiên thì ăn thịt, cũng có những chư thiên thì ăn trái cây, ăn những cái vật, ăn những cái thảo mộc khác nhau. Và phía bắc thì có Đa Văn Thiên, hay còn gọi là Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Các chư thiên đấy thì cai quản Giác Kha hay là Dạ Xoa. Dạ Xoa thì có những cái vị Dạ Xoa thì cai quản ở dưới các cái cõi địa ngục, gọi là Diêm Vương. Diêm Vương làm chúa ở dưới địa ngục. Hay là có những quỷ Dạ Xoa, Giác Kha thì cai quản ở các cái đền đình miếu mạo. Hay cũng có các hàng chư thiên bình thường sống ở các cái lâu đài, sống ở các cung điện, ở trên hư không cũng có, mà ở trên mặt đất cũng có. Vậy thì đấy là cõi tứ đại thiên vương, là có những cái hàng chư thiên sống gần gũi với con người nhất, mà trong có ảnh hưởng rất nhiều, có ảnh hưởng rất lớn đối với văn hóa của loài người. Cái văn hóa của loài người mình có ảnh hưởng rất nhiều từ các vị chư thiên, và cũng có những chư thiên thì sẽ có ảnh hưởng những cái văn hóa tốt với con người, cũng có những chư thiên có ảnh hưởng những cái văn hóa không tốt. Có những chư thiên thì hay ưa thích là phải cúng bái, rồi là phải nghi lễ tế tự rất là rườm rà phức tạp cho con người, nghi những cái nghi thức tế lễ. Nhưng mà cũng có hàng chư thiên thì hộ trì dạy cho con người làm những điều thiện, làm những điều tốt. Thì đấy là chư thiên ở tứ thiên vương. Thì mình cũng hiểu rằng có những cái cõi chư thiên gần nhất, đó là các vị chư thiên ở cõi tứ thiên vương, và các vị chư thiên ở cõi Đao Nợ Thiên. Cõi Đao Nợ Thiên là cõi trời thứ hai, thuộc về cõi trời dục giới. Và cõi trời này thì ở cao hơn một bậc, cao hơn một mức. Nên là các vị chư thiên ở trên cái cõi Đao Nợ thì dưới sự cai quản của vua trời Đế Thích, Sắc Ca Thiên Chủ, và hay là còn gọi là cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Cõi này thì không phải là chỉ có một vị vua trời, mà có 33 vị vua trời. Tức là một vị vua trời và có 32 vị phó vương. Đây đều là những cái người, 33 người bạn, một cái người trưởng thôn và 32 người bạn bè của mình. Khi còn ở cái cõi người thường ưa thích làm những cái việc phước thiện, tức là hay thích làm những cái việc lợi lạc, lợi ích cho thế gian. Như là các vị ấy xây dựng đường xá cầu cống, làm những cái khu nhà nghỉ dưỡng, và tức là làm những cái việc giúp đỡ người khác một cách vô vụ lợi, tất làm những cái việc gì có lợi cho xã hội, có lợi ích cho đời. Cho nên các vị ấy sau khi mạng chung thì được sinh về cõi trời Đao Nợ, và cái vị trưởng làng thì làm vua trời Đế Thích Sắc Ca, và 32 người bạn thì trở thành các vị phó vương. Và những người nào sống ở trên thế gian mà có làm việc phước thiện thì khi chết thì được sinh về các cõi thiên giới, cõi trời. Như ở cái cõi trời tứ đại thiên vương thì một ngày một đêm bằng 50 năm ở cõi người, và cái tuổi thọ trung bình ở cõi đấy là 500 tuổi thọ. Nếu mà tính ra thì phải bằng cả 9 triệu năm ở cõi người. Đấy là một kiếp sống của các hàng chư thiên rất lâu, rất dài. So với con người thì tuổi thọ con người rất ngắn ngủn. Các hàng chư thiên ở cõi Đao Nợ Thiên thì cái tuổi thọ lại cao hơn. Một ngày một đêm bằng cả 100 năm có người, và
Một kiếp sống của họ là bằng cả 1.000 thiên tuổi. Và so sánh với cõi người thì lớn hơn rất nhiều, 36 triệu năm ở cõi người. Thì các vị chư thiên người ta hưởng phước và có cái tuổi thọ cao, có cái dung mạo xinh đẹp. Các hàng chư thiên thường là người ta thân thể phát ra hào quang ánh sáng, tỏa sáng rực rỡ, và có những cái lâu đài cung điện ở trong các cõi chư thiên. Nhưng mà những cõi thiên ấy thì cũng mắt thường con người không nhìn thấy, dù mình có ở gần với các vị ấy, mình cũng không tiếp xúc được với các vị ấy, mình không nhìn được, không giao tiếp được, chỉ trừ một số người đặc biệt và những người có phát triển được thiên nhãn như các bậc A-la-hán hay Đức Phật thì thấy được cõi thiên này một cách dễ dàng, rõ ràng, và có thể đến tự thân thân hành đến các cái cõi chư thiên, giao tiếp nói chuyện hay thuyết pháp đàm đạo với các cõi chư thiên này là chuyện bình thường. Rồi là cõi chư thiên tầng trời thứ ba là cõi dạ ma thiên. Chư thiên tầng trời dục giới thứ tư là cõi đâu suốt thiên. Cõi đâu suốt là cõi mà có các vị Bồ Tát ở cái kiếp sống cuối cùng, thường từ cái cõi đâu suốt đấy mà đản sinh, hạ sinh xuống nhân gian và tu hành thành Phật như Đức Phật. Đấy là vị Bồ Tát từ ở cõi trời đâu suốt giáng trần. Rồi cõi hóa nạp thiên, cõi tha hóa tự tại thiên. Đấy là 6 cõi trời dục giới. Thì mình niệm là mình tưởng nhớ đến các cõi chư thiên ở các cõi trời ấy. Và cao hơn nữa còn có các cõi phạm thiên, cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Thì rất nhiều các cõi chư thiên khác nhau như vậy. Và khi mà mình thực hành cái pháp thiền niệm thiên thì mình phải có cái đức tin rằng có xung quanh mình còn có rất nhiều các cõi sống khác nhau, trong đó có các cõi chư thiên. Và mình niệm rằng các vị chư thiên này, các vị chư thiên ấy vì có đức tin cho nên chết ở chỗ này được sinh về chỗ kia. Vì tại sao các vị ấy được sinh nên có cõi chư thiên ấy là vì các vị ấy có đức tin. Đức tin là gì? Là các vị ấy tin vào làm việc thiện thì sẽ được hưởng phước lành, làm việc ác thì sẽ phải bị cái quả báo khổ đau. Vì vậy cho nên các vị ấy bỏ việc ác và làm việc lành, các vị ấy sống hướng thiện và sống đến dứt bỏ việc ác. Đấy là một trong những đức tin của các vị chư thiên. Vì cái đức tin ấy cho nên các vị ấy được sinh về cõi chư thiên. Và mình niệm rằng và đức tin ấy cũng có ở nơi ta. Đấy là cái cách niệm như vậy. Các vị chư thiên ấy vì có đức tin cho nên chết chỗ này sinh ở chỗ kia, và đức tin ấy cũng có ở nơi ta. Có thể là trong kiếp trước các vị ấy cũng là người ở cái cõi thế gian này, nhưng vì các vị ấy nhờ sống có đức tin như vậy, tin nhân quả, tin nghiệp và quả của nghiệp, và các vị ấy là người tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Tin Phật thì các vị ấy cung kính đảnh lễ cúng dường Đức Phật. Các vị ấy tin Pháp cho nên các vị ấy cung kính lắng nghe thực hành giáo Pháp. Các vị ấy cung kính có tin chư Tăng thì các vị ấy cung kính chư Tăng. Thì đấy là vì có đức tin. Hoặc là nếu các vị ấy sinh ra ở cái thời không có Phật Pháp Tăng thì các vị ấy cũng tin rằng có các cõi trời, có các cõi chư thiên. Có thể các vị ấy tin và kính trọng các vị thiên thần, cũng là cái nhân để cho các vị ấy sinh thiên. Và cái quan trọng nhất vẫn là tin là làm việc lành thì sẽ có quả lành, làm việc ác có quả ác. Vì vậy các vị có đức tin thì các vị sẽ tránh những việc ác, làm việc lành. Như các vị ấy tin rằng bố thí thì sẽ có cái quả phước lành của bố thí, cho nên các vị ấy hoan hỷ với việc bố thí. Các vị ấy tin rằng giữ giới thì sẽ có phước lành của giữ giới, cho nên các vị ấy hoan hỷ với việc giữ giới. Vì vậy mà các vị ấy được sinh thiên. Vậy thì cái đức tin nó được thể hiện ra bằng cái sự là các vị ấy cung kính những cái bậc thượng nhân, những cái bậc thánh nhân hay là những cái bậc cao thượng. Để các vị ấy có đức tin thì các vị ấy sẽ có cái sự kính trọng với những cái bậc đáng kính như vậy. Hoặc là vì đức tin như vậy thì các vị ấy sống ở trong xã hội, thì các vị ấy có làm nhiều việc thiện hơn. Như sống ở trong gia đình thì các vị ấy là những người hiếu thuận với cha mẹ, kính trọng các bậc trưởng thượng, với thầy tổ, với cha mẹ, các vị ấy có cái sự kính trọng. Thì đấy cũng là nhân để các vị ấy có thể sinh thiên được.
Vậy thì đấy được gọi là đức tin. Vì các vị chư thiên ấy có đức tin cho nên chết chỗ này sinh ở chỗ kia, và đức tin ấy cũng có ở nơi ta. Đấy là cách niệm thứ nhất, niệm về chư thiên. Cái cách niệm nữa đó là các vị chư thiên ấy do có giữ giới, do có giới hạnh cho nên chết ở chỗ này được sinh về chỗ kia, và giới hạnh ấy cũng có ở nơi ta. Đấy là cái cách niệm thì thứ hai. Thì có thể là các vị chư thiên ấy trong quá khứ cũng đã từng được gặp Phật Pháp, đã từng thọ trì tam quy ngũ giới và bát quan trai giới, và các vị ấy cũng đã có cái sự giữ giới, tránh xa sát sinh, tránh xa trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Đấy là giữ giới hạnh, và nhờ cái giới hạnh đấy mà các vị được sinh thiên. Và giới hạnh đấy cũng có ở nơi ta. Ví dụ như mình cũng giữ năm giới hay là giữ bát quan trai giới, đây là mình cũng có giới hạnh. Nếu như với giới hạnh này, với cái sự tu tập ngũ giới hay bát quan trai giới này mà mình có cái nguyện được sinh về chư thiên thì chắc chắn mình sẽ được sinh về chư thiên. Điều đó là rất dễ dàng, không khó khăn. Vậy thì mình niệm như thế: các chư thiên ấy do có giới hạnh cho nên chết chỗ này được sinh về chỗ kia, và giới hạnh ấy cũng có ở nơi ta. Đấy là cái cách niệm thí thứ hai, niệm về giới hạnh. Thì rất rất nhiều người đã được sinh thiên nhờ giới hạnh như vậy. Hay là niệm thí thứ ba là các chư thiên ấy do nghe nhiều, do nghe pháp ấy, do các vị chư thiên ấy do nghe nhiều cho nên chết chỗ này được sinh ở chỗ kia, và sự nghe nhiều ấy cũng có ở nơi ta. Nghe nhiều được gọi là đa văn. Đa văn là học rộng, hiểu nhiều. Học ở đây là học về giáo pháp, hay là các vị ấy học các cái lời dạy của các bậc thánh hiền, của các bậc hiền nhân, của các bậc thánh nhân. Nếu như có Đức Phật ra đời thì các vị ấy nghe giảng Phật pháp. Thì cái người mà nghe giảng pháp mà cũng tạo ra được cái phước sanh thiên, nó làm cho cái trí tuệ, cái chánh kiến của mình nó tăng lên và mình sẽ được sinh thiên. Không phải là chỉ con người nghe pháp mà được sanh thiên, ngay cả các hàng súc sinh mà khi được nghe pháp nó cũng có thể được sinh thiên. Như khi Đức Phật đang thuyết giảng một bài pháp, và ở cái hội chúng ở nơi đấy có một con ếch. Đấy, có cái câu chuyện ở trong kinh điển có nói về một cái câu chuyện tiền thân của con ếch sinh thiên. Đức Phật đang thuyết pháp, thì có con ếch nó cũng nghe được cái lời pháp, tuy nó không hiểu gì nhưng nó đã cảm thấy rất là hoan hỉ. Và ngay lúc đấy có một cái người chăn bò cầm cái cây gậy đứng ở gần đấy, rộng vào đầu nó, đập vào đầu nó, chọc vào đầu làm cho nó chết. Và vì trong tâm của nó đang nghe pháp cho nên cái phước lành ấy nó được sinh về cõi trời đao nợ. Và cái vị chư thiên ấy thì liền ngay lập tức suy xét là: ô, tại sao ta được sinh về cõi này? Thì vị ấy biết rằng vì tiền thân của ta là con ếch, vì ta đang nghe Đức Phật thuyết pháp thì ta chết và ta được sinh lên đây. Và cái vị ấy thấy rằng là dùng cái thiên nhãn của mình thấy rằng cái thời thuyết pháp ấy vẫn còn, tức là Đức Phật vẫn đang thuyết pháp, và vị ấy đã lại tiếp tục bay xuống, đi xuống và để tiếp tục nghe bài pháp ấy. Thì khi mà nghe xong bài pháp ấy thì vị chư thiên ấy chứng được sơ quả dự niu. Và lúc ấy thì có những cái các cái vị khác mới hỏi là: cái vị chư thiên kia ở đâu đến đây? Thì vị chư thiên ấy mới nói nên cái nguyên nhân mà mình chết ở đây được sinh về chư thiên, và sau đó mình lại trở lại đây. Và cái điều đó khiến cho tất cả hội chúng ở đấy đều rất là kinh ngạc, đều rất là hoan hỉ với cái việc nghe pháp từ Đức Phật. Nghe giảng Phật pháp sẽ để lại cái lợi lạc như vậy, để lại lợi ích, để lại công đức, khiến cho một cái người mà thường xuyên nghe pháp, người ấy cũng tạo ra được những công đức phước này, và công đức phước này ấy cũng có thể khiến cho vị ấy sinh thiên giới được. Và có rất nhiều người cũng thế, đã từng nghe giảng Phật pháp và đến lúc chết mà mình vẫn còn nhớ được một câu pháp, nhớ lại được một lời pháp nào đấy, nhớ được một bài pháp nào đấy mà mình đã từng được nghe thuyết giảng với cái tâm hoan hỷ, với sự thành kính, thì mình cũng sẽ có thể sinh thiên giới được. Đấy là
cái cách niệm về chư thiên thứ ba. Và cách niệm chư thiên thứ tư là niệm về sự bố thí, là các vị chư thiên ấy do có bố thí, vì bố thí cho nên chết chỗ này được sinh về chỗ kia, và sự bố thí cũng có ở nơi ta. Nếu như mình đã từng bố thí thì mình cũng đã gieo được cái nhân sinh thiên. Và các vị chư thiên có rất nhiều vị sinh ở cõi thiên là nhờ bố thí. Như khi Đức Phật còn ở đời, lúc có một vị đệ nhất thần thông, đó là Tôn giả Mục Kiền Liên, là người thường xuyên đi đến các cõi trời, đi đến các cõi trời và gặp gỡ các vị chư thiên. Và Tôn giả Mục Kiền Liên thường hỏi các vị chư thiên ấy là do nguyên nhân gì mà các vị được sinh về cái cõi chư thiên này. Thế thì mỗi một vị thiên sẽ nói lên những cái nhân mà mình đã làm, những cái việc làm của mình ở kiếp trước. Thì trong đó rất nhiều vị đã nói về cái nhân bố thí. Có lẽ là cái nhân bố thí là cái nhân được sinh thiên đại đa số, phần lớn và phần nhiều ở các vị chư thiên ở cái cõi thiên giới đấy là sinh thiên từ cái hành động bố thí. Có vị thì nói rằng vì con đã từng bố thí cho một vị sa môn một thìa cơm. Có vị thì nói rằng con đã từng bố thí cho các vị chư thiên ấy một bắp ngô, cũng nhờ vậy mà sinh thiên. Có vị sinh thiên có cái lâu đài giống như là cái bắp ngô, và các vị ấy chỉ vì khi còn sống ở trên thế gian đã cúng dường đến một vị sa môn đi khất thực một bắp ngô. Chỉ một cái hành động đấy, một việc ấy cũng có thể khiến vị ấy, cái công đức ấy cũng có thể khiến vị ấy sinh thiên được. Nên là có những vị thì đã, mỗi vị làm một cái việc phước khác nhau. Có vị do giữ giới, có cái vị thì do vì có cái cung kính đảnh lễ Đức Phật, hay là cung kính đảnh lễ một vị sa môn, hay là có những cái vị sinh thiên là vì khi ấy vị ấy được nghe giảng một Phật, bài Phật pháp. Thì mỗi một cái vị chư thiên đã tạo những cái công đức khác nhau, tạo những cái phước lành khác nhau, và những công đức phước lành ấy cũng có ở nơi mình. Vậy thì mình thừa khả năng có thể sinh thiên được. Nếu như mình muốn sinh về cõi nào, mình chỉ phát nguyện sinh về cõi đấy là mình sẽ sinh về cái cõi đấy thôi. Và cái đấy là cái niệm về sự bố thí, các vị chư thiên nhờ bố thí mà sinh về cõi thiên, và sự bố thí ấy cũng có ở nơi ta. Rồi cái cách niệm nữa đó là các vị chư thiên nhờ có cái sự bố thí, hay là nhờ có cái trí tuệ mà được sinh về cõi thiên, và trí tuệ ấy cũng có ở nơi ta. Có tín, có giới, có đa văn, có bố thí và có trí tuệ. Đấy gọi là năm cách. Vậy thì cái trí tuệ của con, cái người mà có trí tuệ là cái người mà mình biết phân biệt phải trái, đúng sai, thiện ác, chánh tà. Tức là cái người đấy khi mình làm một cái việc gì cũng đi kèm với trí tuệ, thì cái người đấy sẽ rất dễ dàng sinh thiên được. Trí tuệ khi mình làm một cái việc gì mình cũng biết đây là nhân và nó sẽ cho ra quả ở tương lai như thế nào. Một cái người đấy khi mình một cái người mình sát sinh, mình biết đây là một cái việc ác và sau này sẽ bị cái quả báo khổ đau, thì cái người đấy là người có trí tuệ, do có hiểu về nhân quả trong mọi hành động, trong mọi việc làm, trong mọi lời nói và trong mọi ý nghĩ. Vị ấy luôn luôn nhận biết ra được cái nghiệp của nó, đây nó là thiện nghiệp hay nó là ác nghiệp. Và vị ấy có thể nhận biết ra những cái hành động của người khác là người ấy là người thiện hay người ác. Vị ấy tiếp xúc với ai, vị ấy biết người này là người ác, người này là người thiện, thì là cái người đấy là người có trí tuệ. Còn những người không nhận định, không phân biệt được thiện ác thì là người ngu, hay là còn gọi là người si mê, không có trí tuệ. Đấy, người có trí tuệ là thế. Khi vị ấy biết cái việc là tránh xa sát sinh là thiện, sát sinh là ác, bố thí là thiện mà san tham là ác, vị ấy biết trộm cắp là ác mà không trộm cắp thì là thiện, tà dâm là ác, nói dối là ác, uống rượu và các chất say đấy là những việc ác.
nói những lời đâm thọc, chia rẽ, phỉ báng, mắng nhiếc, nhảm nhí, đó là ác. Tham lam là ác, mà vô tham là thiện. Sân hận là ác và vô sân là thiện. Si mê là ác, tà kiến là ác và chánh kiến là thiện. Vậy cái người đấy có cái trí tuệ phân biệt như thế, phân biệt được thiện, được ác, được chánh, được tà, thì đấy được gọi là người có trí tuệ. Hoặc là trí tuệ ấy cũng có thể là có cái trí tuệ ở cái mức cao hơn nữa, như là một cái người có thực hành nghe giảng Phật pháp, biết được cái cuộc đời này là khổ, cái người đấy hiểu được cuộc đời là khổ, biết được nhân sinh là khổ, sự chấm dứt khổ, con đường đưa đến chấm dứt khổ, đấy là người có chánh kiến, là người có trí tuệ. Nên là cái người đấy có sự nhận biết về cái thân này là năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, và vì ấy thấy ra được cái tính sinh diệt, hay là có thực hành thiền thiền chỉ quán, thực hành thiền định, thì cái người đấy sẽ có được cái phát triển được cái trí tuệ rất cao. Rồi sau đó đến thực hành thiền quán, thiền tuệ, để phân biệt ra được thân tứ đại, phân biệt ra được danh sắc, phân biệt ra được nhân duyên, phân biệt ra được cái tính vô thường khổ vô ngã trên thân tâm. Tức là người đấy có cả cái tuệ thế gian cũng là trí tuệ. Và người ấy mà có được những cái tuệ về suốt thế gian, như là thấy được những cái sự thật tuyệt đối về những pháp chân đế do tu tập, vậy thì tuệ do thân cận những bậc chân nhân, do nghe Phật pháp thì gọi là văn tuệ. Tuệ do mình tu tâm, làm cho tâm thanh tịnh, làm cho những cái phiền não nó bớt đi, thì đó là tư tuệ. Còn tuệ do mình giác ngộ được các sự thật, thấy ra được các cái chân lý, thì đó là tuy là tu tuệ. Thì có những cái mức tuệ, tuệ thì có rất, mức độ cao thấp khác nhau. Và cái người có trí tuệ cũng là cái phước lành, đấy cũng là một cái nhân lành, để cái người có thể được sinh về những cõi lành tùy theo mong muốn vị ó. Thì nó muốn sinh về cõi chư thiên ở dục giới thì vị ấy phát nguyện sinh về cõi chư thiên dục giới. Vị ấy muốn sinh về các cõi chư thiên ở sắc giới, như là các cõi phạm thiên, thì vị ấy tu chứng các tầng thiền, rồi ấy vị ấy sẽ sinh về các cái cõi phạm thiên sắc giới, vô sắc giới khác nhau. Thì đấy là các cõi chư thiên có cao có thấp khác nhau như vậy. Và đó cũng là một cái pháp tu tập thiền trong 40 đề mục thiền định, sẽ có cái pháp thiền về niệm thiên này. Và trong buổi chiều hôm nay thì đại chúng sẽ tiếp tập một cái pháp thiền nữa, đó là thiền niệm thiên. Tất cả những cái pháp thiền mình tu tập, nhưng mà để mình nắm được pháp phương pháp và sau đó mình về mình cần phải thực hành rất nhiều. Như sáng hôm nay đại chúng học về pháp thiền niệm thí, nhưng mà cái pháp thiền đấy cần phải được thực tập hàng ngày. Mỗi ngày mình tưởng nhớ đến việc bố thí, mình có thể tập một chút, 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút là được rồi. Mỗi ngày tập một chút như vậy, dần dần nó thấm nhuần cái đức hạnh của cái sự bố thí. Còn cái pháp thiền niệm thiên cũng vậy, hàng ngày mỗi khi mình tưởng nhớ đến chư thiên thì mình hãy tu tập pháp thiền niệm thiên này. Thực ra thì người dân gian có cái tín ngưỡng, đó là phụng thờ các vị thần linh, các vị thiên thần, và mình luôn luôn mong cầu được cái sự gia trì, được cái sự hộ trì ủng hộ của các vị chư thiên rất nhiều. Và cái người mà có cái sự tôn thờ ấy, thì cũng được các vị chư thiên ủng hộ thì cũng có. Hoặc là có những người, người ta làm phước, người ta hồi hướng cho chư thiên. Khi mình bố thí, khi mình giữ giới, khi mình tu tâm và nó tạo ra công đức, mình hồi hướng cho các hàng chư thiên, thì các chư thiên ấy cũng hoan hỷ và sẽ hộ trì lại cho mình. Và có một cái cách mà các hàng chư thiên sẽ hộ trì nhiều nhất, mà mình có thể cảm thấy mình có cái sự gần gũi với các chư thiên nhất nữa, đó chính là niệm thiên. Cái pháp niệm thiên này nó sẽ còn hơn là phụng thờ chư thiên, còn hơn là mình hồi hướng phước cho chư thiên. Và mình niệm thiên giống như là giữa mình với chư thiên có những cái rất là gần gũi, có những cái sự rất là tương đồng. Và khi mình niệm thiên, các vị chư thiên người ta cũng sẽ rất là hoan hỷ, và cũng sẽ cảm có cái sự cảm nhận, hay chư thiên người ta cũng có cái sự cảm nhận được cái sự cái tâm của mình có hướng đến các vị chư thiên, có tưởng niệm tưởng nhớ đến các vị chư thiên.
và các vị ấy cũng có thể, mình cũng có thể có được cái sự hộ trì từ các vị chư thiên. Đấy là cái nợ nạc, cái lợi ích của các pháp thiền niệm thiên, và cái mục đích của mình, của tất cả các pháp thiền là để cho tâm mình được thanh tịnh, để cho phiền não được chế ngự, và để cho trí tuệ được phát sinh. Tất cả các pháp thiền đều có một cái mục đích chung như vậy. Và bây giờ mình thực hành pháp thiền niệm thiên là mình để mình lấy cái chư thiên làm cảm hứng, lấy các cái đức hạnh ở chư thiên có ở nơi mình làm đối tượng, và mình sẽ thực hành pháp thiền đấy để cho nội tâm của mình được thanh tịnh, để cho cái hỷ lạc nó phát sinh. Và đây cũng là một cái pháp mà mình có thể thực tập hàng ngày. Hàng ngày mình có thể dành ra 5 phút, 10 phút, 20 phút để mình thực hành cái pháp thiền niệm thiên này, để cho thuần thục, cho sung mãn, đem lại cái sự lợi ích lớn, đem lại công đức lớn cho bản thân mình. Bây giờ đến cái sự thực hành, mình sẽ ngồi giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng và nhắm mắt lại, và mình tưởng nhớ đến năm cái đức hạnh của chư thiên, đó là đức tin. Mình trong mình có đức tin giống như chư thiên, thì mình sẽ niệm cái câu đầu tiên, đó là các vị chư thiên ấy. Khi mình niệm là các vị chư thiên ấy thì mình hiểu rằng có các vị chư thiên ở các cái cõi dục giới này và các chư thiên ở cõi sắc giới. Vì có đức tin nên các vị ấy chết chỗ này được sinh về chỗ kia, và đức tin ấy cũng có ở nơi ta. Và mình cứ niệm câu đấy thôi. Các chư thiên ấy do có đức tin cho nên chết chỗ này đã sinh ở chỗ kia, và đức tin ấy cũng có ở nơi ta. Thì mình nhớ lại rằng mình cũng có đức tin về nghiệp và quả của nghiệp, hoặc là mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới, tin vào việc bố thí, tin vào chư thiên, thì đấy là đức tin. Hoặc là mình chọn cái cách niệm thứ hai là các vị chư thiên ấy do có giữ giới nên chết ở chỗ này sinh chỗ kia, sự giữ giới ấy cũng có ở nơi ta. Thì mình niệm câu đấy cũng được. Thì niệm vì mình có giữ giới cho nên mình có thể niệm cái câu về giữ giới, hoặc là niệm về nghe pháp, các vị chư thiên ấy nhờ nghe giảng pháp cho nên các vị ở chết chỗ này sinh về chỗ kia, và sự nghe pháp ấy cũng có ở nơi ta. Hoặc là mình chọn cái câu thứ tư là các vị chư thiên ấy vì bố thí cho nên các vị ở chết chỗ này sinh về chỗ kia, sự bố thí cũng có ở nơi ta. Hoặc là mình niệm câu là các vị chư thiên ấy vì có trí tuệ cho nên chết chỗ này sinh về chỗ kia, và trí tuệ ấy cũng có ở nơi ta. Mình chọn một trong năm câu ấy, câu nào mình cảm thấy dễ hiểu nhất, cảm thấy hoan hỷ nhất thì mình niệm. Và khi mình niệm thuần thục câu thứ nhất rồi thì phải trải qua một vài ngày hoặc nhiều thời mình niệm, rồi những cái thời về sau thì mình sẽ niệm đến câu thứ hai. Khi thuần thục câu thứ hai, mình niệm đến câu thứ ba, câu thứ bốn và câu thứ năm. Niệm được đầy đủ cả năm câu thì càng tốt, còn nếu không mình chỉ niệm một câu cũng vẫn được, một câu cũng có thể đắc định được, và mình sẽ vào được đến cận hành định. Nếu như người nào mà chuyên tâm thực hành vẫn có thể đắc đến cận định được trong cái pháp thiền niệm thiên. Thế là năm cái câu ấy, hãy ghi nhớ một câu đầu tiên và hãy nhớ thuộc lòng cái câu đấy và tưởng niệm như vậy. Các chư thiên ấy do có vì có đức tin nên chết chỗ này sinh ở chỗ kia, và đức tin ấy cũng có ở nơi ta. Chư thiên ấy vì có đức tin nên chết chỗ này sinh ở chỗ kia, và đức tin ấy cũng có ở nơi ta. Cứ như thế mà tưởng niệm, niệm liên tục như vậy, trải qua 10 phút, 20 phút hoặc 30 phút liền. Và trong lúc niệm như vậy, khi nào mình cảm thấy mệt, khi nào mình cảm thấy không còn muốn niệm nữa thì lúc ấy sẽ quay về để niệm hơi thở. Cái pháp thiền niệm thiên này cũng làm cho mình hoan hỷ, hoan hỷ với chư thiên, hoan hỷ với đức hạnh của chư thiên có ở nơi mình, làm xua tan đi những câu uế phiền não. Rồi sau đó sau cái thời thiền niệm thiên mà còn thời gian thì lại quay về hành thiền hơi thở tiếp, để cho cái tâm định trên hơi thở thâm sâu hơn. Và bây giờ có 30 phút để người thường ngồi thời thiền buổi chiều hôm nay bắt đầu ngồi thiền.